Thưa quý cô chú, anh chị em, hôm nay Tuyết Già lên đây xin chia sẻ một chủ đề nói về chàng khờ được cứu trong cái thời đại dịch, để làm động lực cho quý cô chú, anh chị em, để mà yên tâm nè, để yên tâm và bình tâm mà để vượt qua đại dịch đó. Tại sao mà chàng khờ mà được cứu? Tại vì mình nói cái tiếng là chàng khờ là mình nói chung chung thôi, chứ thật ra là cái người mà gọi là ta gọi là thật thà đó quý cô chú anh chị em, thì người cái người mà người ta thật thà, người ta không có được thông minh khôn ngoan như cái người mà người ta thông minh mà gọi là tột bậc á, thì thường thường á là cái người mà thông minh á thì người ta làm rất được nhiều việc, đúng không quý cô chú anh chị em? Thì hôm nay là chủ đề chàng khờ được cứu. Cái người khờ là người ta không có làm cái việc chi mà gọi là vướng bận về cái luật nhân quả nhiều hết. Tại vì người ta chỉ biết đi làm rồi về thôi. Chàng khờ được cứu này này cũng như những người mà hiền đức đó quý cô chú anh chị em. Người hiền lương nè, người hiền đức nè. Tại vì Tuyết Già lấy cái chủ đề mà chàng khờ được cứu để cho vui thôi. Nhưng mà có nhiều người, người ta cũng hả rất là thông minh, rất là khôn khéo, mà người ta hả giả khờ, giả điếc, giả ngu để người ta sống đó quý cô chú anh chị em. Tại vì người ta biết là cái thời này nếu mình khôn quá là mình sẽ vướng vào nhiều cái luật nhân quả, là mình sẽ hả không có thoát qua cái đại nạn này. Thường thường cái người khôn á, họ lúc nào họ cũng muốn vụ lợi về họ nè, rồi họ nghĩ đến chuyện tiền bạc không à, miễn sao mà giàu sang hơn người ta là được rồi. Nó thấy hàng xóm mà cái xe ông đa mà sắm mà hơi đẹp đẹp tốt tốt hơn mình chút xíu là bắt đầu ganh, hoặc là bạn bè hiện tại giờ đang đi không đa mà mình đi xe đạp mình cũng thấy buồn thấy tủi, hoặc là mình thấy người ta đi xe hơi mình cũng tức tức, mình cũng đòi hả ráng cố gắng mua sắm cho được chiếc xe hơi đó, một cái lòng mà cái tham vọng quá cao đó. Là những người như vậy là những người sẽ vướng vào cái đại nạn rất là cao nha quý cô chú anh chị em. Còn những người mà dù người ta có thông minh có trí thức đi nữa, người ta cũng phải giả khờ, giả buông bỏ hết tất cả để sống cho qua được cái đại dịch. Tự vì cái đại nạn này đó quý cô chú anh chị em biết rồi, bây giờ quá sức quá đổi rồi. Mà hơn nữa đó, không phải riêng về Việt Nam nha, hôm nay Nhật Bản á là mưa to mà đến đổi mà sập lỡ nhà cửa, nước trôi mà trôi coi như là không biết là bao nhiêu cái nhà luôn, mà nói mà nước ngập hết tất cả nhà cửa, rất là nguy hiểm, mà nước càng ngày càng dâng cao. Thì nước dâng cao rồi quý cô chú anh chị em biết rồi đó, nguy hiểm dữ lắm luôn. Tự vì cái cơn nước mà khi mà nó chảy mạnh á là coi như trôi mình luôn, mà nó trôi không biết ở đâu mà tìm đó. Cái đó thì quý cô chú anh chị em ai cũng biết rồi. Mà Nhật Bản là cái năm nay á là cái năm đầu tiên nha, nó lại có một cái như là năm đầu tiên. Ở trên Facebook hiện tại bây giờ là cả mấy các em mà đang sống ở Nhật Bản nè, là bắt đầu các em nói trời ơi, không biết sao mà tự nhiên sao năm nay, mình cũng sống ở đây lâu rồi mà tại sao năm nay lại vậy đó quý cô chú anh chị em, thấy chưa? Tại vì cái năm nay là nó mới xảy ra như vậy, chứ không có năm nào mà xảy ra như vậy, đúng không? Thì đây là cái đại nạn chung, không phải riêng về cái bệnh tật, mà cả thiên nhiên, cả lũ lụt, rồi tất cả cũng như là lọc lừa sàng lọc nhân loại để tìm người thánh đức đó quý cô chú anh chị em, tìm người để hả chuẩn bị cho đời thánh đức mà, thì phải hả phải làm cho ráo riết hết cái năm nay. Có nhiều khi Tuyết Già thấy nhiều bạn á cũng nhắn tin hoặc nói với Tuyết Già, nói sao mà hả trong những lúc mà tranh chấp gì đó, đúng không, tranh chấp nhà cửa nè, đất đai, rồi sự nghiệp sản nghiệp, rồi có nhiều bạn nói sao tự nhiên em muốn buông bỏ hết à, em không có muốn gì hết á. Nhiều khi người ta nhìn vô người ta tưởng em ngu, Tiết Già này không có ngu đâu, cưng khôn quá chừng đó, cưng không ngu đâu. Tự vì nếu như mình còn sức khỏe được, mình còn sống sót được
thì mình còn làm ra tiền được. Còn nếu như mà mình ôm cái của mà mình bệnh tật, mình không sống sót được thì coi như là phải cát bụi trở về cát bụi không. Đó, hôm nay là coi như là quá sức quá đổi rồi. Tuyết già cũng không có dám nói rõ lắm nữa, tự vì nói ra thêm á sẽ là rất là đau buồn chứ không có giải quyết được cái gì hết. Tuyết già chia sẻ cái động lực để cho quý cô chú anh chị em, những người nào á, những bạn bè, các bạn trẻ hoặc là quý cô chú anh chị em mà vừa qua gặp những cái chuyện giống như là mình bị người ta ức hiếp nè, người ta chơi hơn mình nè, rồi người ta giành của với mình nè, nó cái gì người ta cũng hơn mình người hết. Thì bây giờ nè, đó, Tiết già chia sẻ để quý cô chú anh chị em và các bạn trẻ thấy ai hơn ai nè. Thời bây giờ là ai hơn ai, cái người hơn là cái người vẫn còn ngồi nói chuyện được là hơn chứ hả, nằm xuống là hết nói nổi luôn quý cô chú anh chị em. Nói thật với quý cô chú anh chị em nha, Tiết già cũng nằm cả ngày luôn, nó cũng giật Tiết già dữ lắm luôn. Mà Tiết già ráng cố gắng uống thuốc, nói chung là ngày nào thì hay được ngày nấy, chứ cái bệnh này là không bỏ sót một ai đâu quý cô chú anh chị em. Đó, cũng giật Tiết già dữ lắm á, mà tại vì Tiết già chưa có đi test thôi. Test ra mất công mang tiếng lắm, cho nên Tiết già không test, để vậy luôn, tới đâu hay tới đó. Kệ nó, tại vì ở Nhật Bản nó cũng không có khó lắm á quý cô chú anh chị em. Mình muốn test thì test, mình muốn không thì không, sao cũng được hết đó, chỉ có hàng sợ hàng sớm thôi, chứ ngoài ra về vấn đề trong cái cuộc sống thì cũng dễ dàng, không có gì gọi là lo lắng lắm. Đó, thì Tiết già mới là chia sẻ để quý cô chú anh chị em cùng với Tiết già mà để mình buông bỏ, để qua được cái đại nạn rất là lớn lao này. Thì cái đại nạn này á là chỉ cứu được là chàng khờ được cứu thôi, tức là những người khờ, những người mà người ta sống giống như là âm thầm để người ta tĩnh tâm tu tập, giống như là khi mà người ta đi cách ly hoặc là người ta đi đến những cái chỗ gì đi nữa, người ta cũng không có đòi hỏi nè, không than vãn gì hết. Rồi tại vì người ta biết là cái nạn tới thì người ta phải chấp nhận để lãnh cái nạn, mà cầu xin cho trời Phật để qua cho qua cái nạn thôi. Thì người này gọi là chàng khờ được cứu, thì người này sẽ được cứu ra đó. Tự vì người ta mà khờ như thế á, là người ta không có tính hơn thua nè, mà hơn nữa đó, trong cái tâm của người ta đó là lúc nào người ta cũng có tâm Phật hết trơn á. Người ta luôn luôn á là người ta có lòng hiếu thảo nè, trung hiếu nè, đối nhân xử thế nè, nhưng mà tại vì người ta không thích lanh lợi chứ không phải là người ta khờ. Đó, giống như Tiết già giờ nè, Tiết già cũng khờ lắm, ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm. Hồi xưa thì nói chung là mình cũng hơn thua lắm, mình cũng muốn giống như nè, mình cũng như là mình da rồi đó, mình sức kem sức phấn rồi với quý cô chú anh chị em cho nó đẹp hơn người ta, đúng không? Mình phụ nữ mà, mình cũng muốn đẹp hơn người ta, rồi giữ dáng giữ eo, rồi mình cũng muốn có tiền có bạc có xe có cộ, có vật chất đồ hơn người ta. Mà từ ngày mà Tiết già đã nhìn thấy cái đại nạn đã trải qua biết bao nhiêu nhân loại đã nằm xuống như vậy, là bắt đầu Tiết già mới tinh tấn học Phật và học thật nhiều, và Tiết già buông bỏ hết. Tiết già không có nghĩ tới cái gì hết luôn, nó không có nghĩ tới mà xa qua vật chất gì nữa hết. Tiết già chia sẻ để làm động lực để quý cô chú anh chị em nào mà có tin tưởng về đường tâm linh, tin tưởng về đường trời Phật, thì để cùng với Tiết già mà để tu tập, để vượt qua cái đại nạn này. Tại vì cái năm nay là cái năm coi như là hơi gắt đó nha quý cô chú anh chị em, gắt dữ lắm đó nha. Càng ngày đó quý cô chú anh chị em thấy gắt dễ sợ chưa. Đó, bây giờ coi như là giống như hôi hốt vậy đó, quá chừng luôn vậy đó, rồi làm sao. Bởi vì Tiết già mà ngủ một đêm sáng ngày thức dậy, Tiết già thấy người nó khỏe khỏe, rồi Tiết già đọc kinh là Tiết già thấy rất là mừng thôi, chứ mình cũng không biết được mình còn bao nhiêu ngày nữa, đúng không quý cô chú anh chị em. Nhưng mà mình giữ được ngày nào thì hay ngày đó. Đó, thì quay lại cái chàng khờ được cứu á, thì cái chàng khờ này á
là người ta sống lòng bao dung, người ta không có tham lam, người ta không có cao vọng quá. Thì cái lòng bao dung của người ta đó là người ta được cái phước báo trời cho. Rồi nếu mà chàng khờ này mà được phước báo nhiều đời nhiều kiếp nữa, đúng không, thì cái chàng khờ này coi như là khỏe mạnh hoàn toàn đó, khỏe mạnh hoàn toàn 100% cho đến ngày mà khi sàng lọc xong á, thì chàng khờ này vẫn còn trên thế gian đó, vẫn còn trên thế gian và tiếp tục. Còn những chàng nào không khờ, không chịu khờ, đúng không quý cô chú anh chị em, những chàng nào mà tính hơn tính thua nè, những chàng đó chuẩn bị đi nha. Đó, mình nói là, nói chung là mình nói để tất cả ai mà có những cái gì mà suy nghĩ mà lớn lao quá thì giảm bớt lại chút xíu, chứ Tuyết Già không phải nói để hơn thua dai hết á, nói để làm động lực cho các bạn trẻ và quý cô chú anh chị em để vượt qua cái đại nạn thôi. Thì mình thấy rằng hôm nay sao mình thấy ôi sao tự nhiên tôi khờ ngang luôn vậy đó. Đó quý cô chú anh chị em, có ai giống vậy không? Nói thật luôn á, nhiều người thấy quảng hồn quảng vía tự nhiên khờ ngang à. Khờ là như thế này nè, trời ơi giờ hết ham muốn rồi, không còn muốn gì nữa hết, tự nhiên cái mặt nó đơ ra luôn, đúng không quý cô chú anh chị em? Có ai vậy không, đúng không? Đó, nếu ai mà tự dưng vậy á là cảm thấy mình đã được cứu rồi đó, là mình vô cái chủ đề chàng khờ được cứu đó. Đó, còn nếu mà ai mà cũng như là còn suy nghĩ, còn mưu sinh trên đường đời á, thì cũng cố gắng cũng như là giả khờ đi. Đó, người ta nói là thời bây giờ là mình nên á là giả điếc giả ngu gì đó mà để dễ sống đó, đúng không quý cô chú anh chị em? Thì chàng khờ á là người ta không bao giờ làm những cái việc gì mà để sai trái hết trơn á, tự vì người ta khờ mà người ta cũng sợ nữa. Những người khờ người ta rất là sợ luôn, tức là người ta hiền đức đó quý cô chú anh chị em. Người ta rất là sợ đủ thứ đó, sợ trời không được đâu, trời tội chết à, trời gì kỳ lắm, không được đó, không dám làm đâu đó, đúng không? Người khờ hay vậy đó. Còn cái người mà người ta tham vọng quá cao là ta trời bất chấp đi mời, tới đâu tới đó, tới đâu tới nha. Rồi chuyến này nè, đó chuyến này là mấy anh ép nó tìm đó. Tiết Già chia sẻ chủ đề chàng đề khờ được cứu trong cái thời đại nạn này để làm động lực giúp cho quý cô chú anh chị em tăng thêm cái động lực mạnh mẽ để vượt qua cái đại nạn mà của cái năm nay nha quý cô chú anh chị em. Ráng cố gắng rồi sẽ qua. Tiết Già không quên chúc cho quý cô chú anh chị em được dồi dào sức khỏe nè, được tâm thanh tịnh nè, an nhàn. Để chống qua cái đại nạn sắp tới nè quý cô chú anh chị em, hơi nặng nghe, đại nạn này dữ là chứ không có vừa đâu á. Thôi mình giả khờ đi là mình sẽ được qua đó. Tiết Già chia sẻ video đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Hẹn quý cô chú anh chị em gặp lại video tiếp theo.